Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống an cư kết hạ của tăng đoàn, chư tăng Chùa Hoàng Pháp đã thực hiện an cư tại chỗ, chấp hành theo đúng tinh thần luật tạng và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. An cư kiết hạ là khoảng thời gian để hành giả thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Trong 3 tháng này, các vị xuất sĩ thực tập học hỏi giáo pháp tăng trưởng an lạc và chuyển hóa khổ đau trong tự thân truyền thống an cư kiết hạ được thực hiện đều đặn hàng năm trong tăng đoàn và mang lại nhiều lợi lạc không chỉ cho hành giả an cư mà còn cho hàng phật tử tại gia với ý nghĩa đó chư tăng chùa hoàng pháp huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đã kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm tu tập và trao dồi giới định tuệ giữ gìn quy củ tòng lâm trang nghiêm giáo hội lợi lạc tự thân và lợi ích chúng sanh tại hạ trường chùa hoàng pháp tất cả các hành giả an cư đều là chư tăng bổn tự việc tu học và sinh hoạt được gói gọn trong khuôn viên chùa không giao lưu với bên ngoài nên việc tập trung hành lễ của chư tăng không bị hạn chế bởi dịch bệnh covid 19 mùa an cư tại chùa hoàng pháp chư tăng cùng sinh hoạt tu học tinh chuyên với các thời khóa tụng kinh niệm phật thiền hành tất cả thời khóa công phu dùng quá đường lao tác học tập đều được chư tăng trong ban quản chúng sách tấn khích lệ đại chúng để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập sinh hoạt hàng ngày, Hạ Hà trường Chùa Hoàng Pháp cũng tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi, Phật Pháp căn bản và bố tác mỗi tháng hai lần. Theo thông lệ hàng năm, Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp sẽ cùng tác Pháp đối thú an cư với Chư Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc đối thú an cư của Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp chỉ diễn ra trong phạm vi nội tự Thời gian an cư tập trung của Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, Tân Sửu, ngày 27 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu, ngày 23 tháng 8 năm 2021.